Hello, xin chào. Video đầu tiên của mình sẽ nói về cái quá trình nhờ răng thưa của mình sau 6 tháng đầu tiên như thế nào nha. Và ngày thứ nhất thì mình có đến nha khoa thì mình sẽ được bác sĩ tư vấn sơ qua về bộ răng của mình. Và sau đó thì bác sĩ nói về giá cả. Thì ở đây thì mình chọn kim loại mắc cài truyền thống có giá là 15 triệu đồng. Còn ngoài lề tính riêng thì sẽ có nhổ răng 500 nghìn một chiếc, cái mini vít 2 triệu một cái và trả góp 0%, thì tức là hàng tháng mình chỉ trả cho nha khoa 500 nghìn trở lên thôi. Còn tiền cọc ban đầu vào ấy thì sẽ là mình phải trả 30-50%. Sau khi nói về giá cả xong thì bác sĩ sẽ cho mình một cái địa chỉ và bảo mình đến đó để chụp x-quang và hẹn mình sau 4-5 ngày quay lại thì bác sĩ sẽ xem x-quang và sẽ tư vấn chi tiết hơn về bụng răng của mình. Và đó, kết thúc ngày thứ nhất. Và đến ngày thứ hai thì sau khi có được x-quang thì bác sĩ sẽ nói chi tiết về bụng răng của mình. Thì răng của mình thì phải làm khít răng thưa này. À, cái điều mà kinh khủng, mà điều cái không phải tin nổi luôn ý, 20 tuổi đầu mình phải nhổ một chiếc răng sữa đó, tin nổi không? Răng sữa rồi, mình phải nhổ một chiếc răng sữa nữa và cài một chiếc mini vít ngay dưới cái răng sữa của mình. Ngày hôm đấy nói xong thì bác sĩ sẽ cho mình lên ghế, sẽ đo răng của mình để tạo cái khâu. Cái khâu là cái vòng kim loại để bọc xung quanh cái răng trong cùng ý, để cố định, để giữ. Đấy, đo khâu xong rồi sẽ cài thun tách kẽ. Ui dồi ôi, thun tách kẽ đây. Cái này là cái kiểu đau đớn nhất. Đau đớn nhất trong quá trình nhường răng của mình. Thì mình phải cài 8 cái thun. Thì mỗi hàm 4 chiếc. Và cái thun tách kẽ này thì dùng để tạo cái khoảng cách để mình cài được cái khâu vào. Đó, sau 1 đến 2 tuần quay lại để tháo thun và gắn các miếng kim loại lên răng. Đó, cái giúp ngày thứ hai là đau đớn như vậy. Sau 2 tuần đau đớn không nhai được gì, cuối cùng mình cũng đến được ngày tháo thun. Và hôm đấy mình sẽ được bác sĩ gắn khâu, xong rồi gắn các miếng kim loại lên răng và cài một chiếc dây mỏng, dây kim loại mỏng nối từ bên đầu bên này sang đầu bên này, hai hàm đều như vậy. Đó, thì cái cảm giác lúc đấy nó cũng hơi kiểu răng mình nó bị kéo lại ấy. Nó kiểu mình nhai cái gì mình cứ sợ kiểu bị ê. Và cái sát như này đây, sát này thì bác sĩ sẽ bảo mình lấy ra một ít bằng hạt ngô. Cái sát như thế này nhá, bác sĩ sẽ bảo mình lấy ra một ít bằng hạt ngô rồi đắp lên cái phần kim loại mà chọc vào má của mình ý. Bởi vì lúc mới lắp cái miếng kim loại lên thì nó hay bị cọ cái phần nhọn vào trong má ấy. Kiểu mình nhai không phải má mình cọ vào đấy. Đấy, thì mình sẽ lấy cái này đắp lên thì nó sẽ không cọ vào nữa và mình sẽ không đau nữa. Đó, chính là hộp sát này được cho miễn phí. Và bác sĩ lại hẹn mình về sau 3-4 tuần quay lại tháo dây kim loại này để thay một dây mới ngắn hơn để khít ra ngoại hơn. Còn một cái được cho thêm nữa, nó chính là cái dụng cụ để vệ sinh răng niềng. Đây, nó là cái như thế này, mình dùng mất mấy cái rồi, bây giờ còn như này thôi. Còn một cái, đây mình lấy cho. Như thế này. Cái bàn chải này để dùng để cọ các kiểu các khe mà bàn chải không thể nào mà cho vào được ý. Đó, dùng đi. Đấy. Và đối với mình thì sau khi
gắn mấy cái mắc cài này xong ấy thì mình phải nghiền răng, à phải đánh răng mất 20 phút hoặc thậm chí là nửa tiếng một ngày, à một một lần ấy, kiểu mới mình chưa quen ấy, là mình cứ mân mê ở cái này, xong rồi lại phải đánh răng bàn chải bình thường nữa. Thì bàn chải thì mình dùng bàn chải mỏng, à bàn chải tơ mềm thôi, mềm mịn thôi, thì đánh đánh thôi đấy, vệ sinh răng thế đó. Và cứ sau một tháng thì mình lại quay lại nha khoa để thay cái dây kim loại một lần, kiểu mỗi lần thay thì cái dây nó sẽ dày hơn ngắn hơn, để vì cái răng mình di chuyển mà, thì sẽ cho cái dây nó sẽ làm khít răng hơn ấy đấy. Thì cứ sau một tháng thì mình quay lại một lần, và đến một ngày nhất định mình phải vừa nhổ răng và vừa cắm vít. Ui rồi, hôm đấy thì bác sĩ sẽ cho mình tiêm hai nhát thuốc tê vào hai bên, một bên trong một bên ngoài của lợi đấy, để tiêm tiêm thuốc tê vào cho mình đỡ đau, và bác sĩ sẽ cầm kìm giật ra phát, nhưng không có cảm giác gì đâu, vì mình được tiêm thuốc tê mà, nên là sẽ không có cảm giác gì hết ý. Đấy, và cái cảm giác tê kiểu như là mình đang có, mình đang sưng một cái cục gì to đùng ở mồm ý đấy, nhưng mà kiểu nó không sưng nhưng mà mình cứ cảm thấy là nó đang sưng ý đấy. Thì thuốc tê thì sẽ có hiệu lực trong vòng tầm tiếng, thì mình là nhổ răng sữa nên là nó cũng không đau bằng răng khôn ý, nên là mình sau khi mình nhổ răng xong thì mình vẫn ăn bình thường, thì sau hôm đấy mình vẫn còn đi ăn McDonald's các thứ. Thì sau khi nhổ xong ấy, cái bông thì cái bông bác sĩ sẽ nhét bông vào cái phần lợi vừa nhổ, thì mình phải giữ ở đấy tầm 30 phút thì mới được lấy ra đấy. Thì bác sĩ sẽ bảo mình không được lấy lưỡi đẩy vào đây, và nếu có đau thì có thì ra hiệu thuốc mua thuốc giảm đau về uống, nhưng mà mình không thấy đau nên là mình cũng không mua đó. Và tiếp theo sẽ là cắm vít, thì cái lúc nhổ răng ấy thuốc tê nó vẫn còn hiệu lực ấy, thì bác sĩ sẽ lên cái vít nó kiểu như là một cái đinh ấy đó, cái đinh bác sĩ sẽ cầm cái vặn 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 vào lợi đó, thì vặn xong ấy nó sẽ như thế này. Và video của mình chắc là sẽ kết thúc tại đây thôi. Đó chính là 6 tháng đầu tiên của mình sau khi niềng răng. Và hãy chờ phần tiếp theo nhé. Tiếp theo sẽ là 6 tháng sau, 6 tháng kế tiếp. Và nếu các bạn nào thích thì hãy like, comment, đăng ký video này, à đăng ký kênh của mình. Và nếu các bạn nào muốn có gì hỏi thì hãy comment bên dưới thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Và xin chào. Xin chào. Xin chào.